Giờ mới có thời gian để trò chuyện với cô dâu của chú rể hôm nay. Chú rể có vẻ hơi nóng đúng không? Lần đầu hơi bỡ ngỡ à? Lần đầu lấy vợ ai cũng có thể, ai phải trải qua thôi. Thế nào em gái? Hồi hộp không em? Hồi hộp không? Bình thường à? Lần này làm thử nó không làm lại. Nhưng mà lần đến lỗi thì... Thơm nhau à? Anh nghĩ là chắc không có lần sau đâu em ạ. Ôi trời ơi. Thôi. Nhiều khán giả quá, nhiều khi hai mình cơ. Vừa mới xa nhau được có mấy ngày mà đã nhớ nhau thế à? Nhớ chứ. Rồi. Vợ chồng nhau. Ở đây còn bao nhiêu người định cho người ta ăn cẩu lương hết à? Bây giờ ngày hôm nay ngày của mình, chả lẽ mình ít nhất ở đây còn bao nhiêu người đứng đây, khán giả đang đứng nhìn đây. Đây là khán giả đang đứng nhìn đây. Thế mà cô cậu lại đi thơm má nhau ở đấy. Hỏng. Cho hai cho đôi này. Quý vị sẵn sàng để chứng kiến nụ hôn này chưa? Nào, cô dâu chú rể sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, 1.5 ạ. Cô dâu nhắm trúng đích ạ. Đặt tay lên vai của chú rể và chú rể đặt vào vòng tay của cô dâu. 3, 4, bắt đầu. Chú rể ơi, vỗ tay lớn đi nào. Chào đội gái xinh gái đẹp. Ôi ôi. Rất mồi. Thực sự là rất là nóng bởi vì ngồi gần toàn gái đẹp ấy. Ngồi gần toàn gái đẹp nên là rất là run, nên là toát mồ hôi nhiều. Chào các bạn. Ôi chào anh ở với phái đoàn nhà trai kiểu gì lại nhát đấy. Anh ơi. Lại đây ngồi nói chuyện nào. Có nhiều người nhát. Sao lại nhát thế nhở? Có nhiều người nhát. Có người yêu chưa? Anh sẽ sao có hết cô đơn đó. Anh cũng mong là hết cô đơn. Nóng quá. Ôi dồi ôi, anh cảm ơn. Cái này chắc anh không dám lau đâu em ạ. Cái này anh làm về. Mẹ cho em to là nữ dưới này, các bạn nữ dưới này là rất là xinh, hôm nay mình rất là run. Không phải đâu, chắc là lây từ cái nóng của anh Trang này. Nhớ vật đôi. Bây giờ nữa. Cảm ơn sự. Giờ mới có thời gian để trò chuyện với cô dâu của chú rể hôm nay. Chú rể có vẻ hơi nóng đúng không? Lần đầu hơi bỡ ngỡ à? Lần đầu lấy vợ hơi bỡ ngỡ. Ai cũng phải trải qua thôi. Thế nào em gái? Hồi hộp không em? Hồi hộp không? Bình thường à? Không làm lại à? Lần này làm thử nó không làm lại. Nhưng mà lần đến lỗi thì... Thơm nhau à? Anh nghĩ là chắc không có lần sau đâu em ạ. Ôi trời ơi. Nhiều khán giả quá, nhiều khi hai mình cơ. Vừa mới xa nhau được có mấy ngày mà đã nhớ nhau thế à? Nhớ chứ. Rồi. Vợ chồng nhau. Ở đây còn bao nhiêu người định cho người ta ăn cẩu lương hết à? Bây giờ ngày hôm nay ngày của mình, chả lẽ mình ít nhất ở đây còn bao nhiêu người đứng đây, khán giả đang đứng nhìn đây. Đây là khán giả đang đứng nhìn đây. Thế mà cô cậu lại đi thơm má nhau ở đấy. Hỏng. Cho hai cho đôi này. Hai ơi, không hôn nhau rồi này. Bây giờ bao nhiêu người ở đây không có thì làm thế nào? Bây giờ anh tìm một bạn đây, mấy bạn đây toàn độc thân này. Tìm về anh chợ lại đi nhà khoa lắm em ạ. Vợ không cho à? Thơm má cô dâu đây hả? Thơm cái gì, thơm 5 phút à? Cô dâu nhắm mắt hờ, cô dâu. Em sẽ đủ 5 giây nhá. Nhắm mắt hờ rồi chú em này. Xin chào. Mọi người. Các bạn có thể giới thiệu tên mình được không? Bắt đầu từ em. Mình tên là Thảo Nga. Mình đến từ Yên Bái.
màn tiếp theo. Mảnh đất không có rượu, chỉ có lon. Ôi trời ơi. Xin chào mọi người, mình tên là Nhật Lệ. Mình đến từ Yên Bái. Cũng không có rượu là buồn nôn à? Không. Cứ phải 1 lít. Em phải 1 lít thôi. Bạn tiếp theo. Bạn tiếp theo nữa. Trai xinh gái đẹp. Các bạn đi follow mình đi. Bạn tiếp theo nữa. Mượn một phát nhá. Ok, em xong rồi. Cả đội mình nhìn đây nhá. 1, 2, 3 này. Một kiểu nữa nhá. Đợi mình xíu. Chậm cân thì tôi trang. Hôm nay có dẫn người yêu về ra mắt không? Hả? À? Không, anh có người yêu ạ. Không có. Ai muốn làm người yêu, ai muốn làm gì Yên Bái không thì đăng ký với mình nhá. Mình giới thiệu info của bạn này cho. Thế bố bảo hôm nọ bố bảo là sắp lấy chồng. Hả? À? Cuối năm lấy chồng ạ. Cuối năm đúng không? Cuối năm nào? Chắc là các bạn xem video thì cũng nhận ra được bạn Trang này là em gái của bạn Thùy. Và vài video trước ấy mình có quay vào cái hình bạn Trang này với bạn Tuyến đấy. Đó. Rồi các bạn đang chụp ảnh làm kỷ niệm, lưu lại để làm kỷ niệm sau này. Đứng thế nào cũng được nhá. Không dậy đâu rồi. Mọi người thả tim nào. Cười 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 cười. Cười lên, cười lên, 1 2 3 này, lại lại. 1 2 3 một kiểu nữa này. Cười lên. Chú rể đâu? Chú rể đâu? Quay đây. 1 2 3. Ok. Chào Tuyến. Rồi. Khá lâu không gặp rồi đúng không? Chắc là các bạn từng xem những video trước thì có nhận ra bạn Tuyến này không ạ? Sắp lấy chồng rồi. Sắp lấy chồng à? Yêu đâu em? Em đang tìm. Hôm rồi anh nghe bảo là em ăn cái gì bị ngộ độc phải đúng không? Vâng ạ, bị đau bụng. Bị đau bụng ạ? À thế à? Thế khoảng bao giờ mới nổ? Đang bị cái cổ. Bây giờ cái cổ. Em đang tìm chồng, anh có tìm cho em anh nào? Hôm nay trên nhà trai chúng đông lắm. Ôi giời, thả thính quá. Chắc khả năng lên qua đỉnh gò đấy. Bố em sắp đuổi. Lên đỉnh dốc đấy. Thế à? Bao giờ đuổi thì bảo anh nhá. Đuổi nước người con. Ôi dồi ôi, thôi đi ạ. Cô ơi, tôi sợ quá. Ăn thóc hay ăn cơm? Ăn thóc hay ăn cơm? Đây anh xin. Bạn Tuyến đây. Bọn em nghỉ ngơi uống nước đi em. Vâng. Không nước mát đi. Cháu ơi. Thank you.
trong khi chờ đợi thì mình đi vòng xuống bếp một chút và rau khô. Mình thái gừng làm gì đấy ạ? À, trứng vịt lộn ạ. Dạ vâng. Các cô đang thái gừng ăn trứng vịt lộn. Và phía bên này đây, tôm chiên. Các cô đang sắp ra đĩa. Chào các chị. Vâng, mình sẽ đi một vòng ở dưới bếp và cục hậu cần, mọi người chuẩn bị thế nào nhé. Vâng. Chào cô ạ. Vâng ạ, chào cô. Đây là cái gì ạ? À? Rau à? Rau luộc đúng không cô? Rau luộc nhá. Vâng. Nhưng mà phải sấn xẹo nhá. À, cái này là rau phải sấn xẹo đấy. Không để tí nhấc lên nó dễ đúng không ạ? Đơn nóng ạ. Ờ, để tí nhấc lên. Rau luộc, rau cải luộc. Và phía bên này đây. Cái này là thịt bò à cô? Thịt trâu ạ. À vâng, thịt trâu. Trâu sọc tỏi. Vâng. Bao giờ đấy có hải cháo rồi? Cháo chắc phải cuối năm ạ. Vâng, bây giờ thì vào mùa nóng rồi nên là... Có cái tôm mới quay đấy là người yêu cháu ạ? Dạ vâng ạ. Ngon cay. Vâng, cháu cảm ơn cô. Lúc nào cô để xem của các cháu. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ạ. Ê, bên này thì mọi người đang thái rau mùi tàu. Chắc là để xào với thịt trâu rồi. Mình thấy rất là thú vị ở đây. Vì mùa này là mùa nóng mà các bạn. Nhưng mà các cô thì chú thì lại nướng thịt ở ngoài này. Mình đi một vòng ở đây để cho mọi người xem. Đó, ngoài này là thịt nướng đây. Canada đấy chú ạ. Cháu quay bếp mình chế biến một chút ạ. Đó. Vâng. Thịt nướng này được nướng bằng máy rồi nên là cũng chắc là cũng nhàn một chút nhưng mà vẫn là nóng thôi. Thịt nướng trong nồi đấy ạ. Vâng, cháu. Đây. Phía bên này nữa thì mình đi một vòng cho mọi người để xem chỗ nhà thủy dưới này. Có thịt gà đây. Nhà gái tin tưởng nhờ cậy để giúp đỡ cho công việc trọng đại của đôi duyên trẻ Thanh Thùy và Thành Đô trong ngày hôm nay và buổi sáng ngày mai. Chúng ta hãy cùng hết mình để phục vụ với công việc trọng đại của đôi tân lang tân gia nhân ấy. Và đặc biệt tính cả từ đội ngũ nhà bếp thì các cô chú ấy cùng nhanh tay chuẩn bị trở ra phía ngoài bên những mâm tiệc thịnh soạn nhất dành cho toàn thể quý vị quan khách quý vị trở về trong buổi chiều ngày hôm nay. Trân trọng kính mời quý vị. Quý vị thân mến và lý tưởng của chương trình. Chọn 18 được đúng không? Cùng đến đủ tuổi đăng ký kết hôn cho em. Đủ rồi à? Được mặt từ đời hai người nhưng mà thần thì quý vị cùng thưởng thức. Em vừa mới sàng xong. Sàng cả. Tranh một tiệm tí thôi. Con gái.
Khách mời cũng đã đến đông đủ rồi các bạn ạ. Bây giờ thì gia đình cũng đang xếp mâm và chuẩn bị mời các vị khách quý của ngày hôm nay dùng bữa cơm thân mật cùng với gia đình của chú Sơn và cô Thủy ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa là mừng ngày phúc cho cặp đôi trẻ cô dâu và chú rể Đô và Thùy. Đó. Rất là tấp nập, đông vui. Nhà Thùy thì do cái không gian thì hơi chật hẹp một chút nên là phải ăn hai tiệc ngày hôm buổi chiều ngày hôm nay và sáng mai một tiệc nữa. Mừng quá xe đi lấy chồng ngồi. Buồn quá con xe đi lấy chồng à? Kèm nhiều lắm mà anh. Mặt bẻ lắm. Cắn cho đô phát. Nó bực anh lắm vì hôm nọ anh đuổi đánh nó ấy. Quên là không thủ ra mạnh đâu. Mạnh kìa, mạnh kìa. Ra cắn mạnh khác. Trai buồn nhỉ, không ai đến tiếp kiểu à? Kiếm máy mới được hai em xinh xinh. Anh Pháo thì đại diện cho phái đoàn bên nhà gái nên là giờ thì đi mời rượu rồi các bạn ạ. Hay nhá.
rượu này là chén rượu giao lưu của hai bên nhà ga, trai và nhà gái đấy. Đúng rồi, anh là cầm nối thôi. Nào lên đây. Để cho mọi người biết là không khí trong hôn trường cưới ngày hôm nay nhá. Anh nhận thấy là con gái dưới này uống rượu rất là tốt nha, điển hình như hai em đây, thật sự luôn, hai em uống rượu rất là tốt đấy. Vừa rồi anh nói nhở, đến từ Yên Bái đúng không, hiện không có rượu là buồn nôn à? Anh à, xin phép anh mời hai em một ly được không? Anh xin phép anh mời tất cả mọi người trong mâm một ly rượu thì thực sự rất là cảm ơn hai lời của cô dâu và chú rể cùng toàn thể gia đình ngày hôm nay. Tại gia đình thì cảm ơn hai em nay thì đã thực sự rất là nặng nề vì em là phải bên những cái gói cháp và chúc phúc cho vợ chồng Đô và Thùy ngày hôm nay nha. Anh cảm ơn mọi người. Anh mới nha, chén này phải uống hết nha. Anh soi từng ly một đấy. Mình xin mời mọi người nha. Ủa, không lấy được nét ạ. Xin mời mọi người uống một ly rượu chúc mừng hạnh phúc cho Đô và Thùy ngày hôm nay. Đó. Anh em ơi. Anh cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn em nha. Đây rồi các bạn, một vị khách đi từ rất là xa rồi để hôm nay đến chung vui cùng cặp đôi trẻ ngày hôm nay cũng như Đô và Thùy.
cùng toàn thể gia đình của hai bên nữa. Chú thì là một fan xem kênh nên là hôm nay chú không ngại đường xa xa xôi và đi từ trên Cao Bằng xuống để chung vui và mừng hạnh phúc cho Đô và Thùy. Thay lời của cô dâu và chú rể ngày hôm nay, cháu xin phép cháu mời chú và cảm ơn chú một ly rượu. Vâng. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Thì cháu mời chú ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì quý vị thấy chú rể Thành Đô có đẹp trai không ạ? Cô dâu Thanh Thùy cũng xinh không quý vị? Những ai thấy Thành Đô đẹp trai xin một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Những ai thấy Thanh Thùy chưa xinh gái xin một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, cảm ơn các chú, mỗi các chú đẹp trai hơn cô dâu. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường nói rằng hạnh phúc không phải là điểm đến mà nó là cả một hành trình. Và trong hành trình cuộc đời mình thì ai cũng sẽ có một nửa yêu thương, một nửa đong đầy. Và giây phút này chúng tôi mong muốn quý vị cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho tình yêu của đôi duyên trẻ đi ạ. Và giây phút này thì xin phép được hỏi hai vợ chồng Thùy Đô, hai bạn có đồng ý để chia sẻ một chút về tình cảm của mình hay không? Bạn có hỏi Thành Đô, hai em đã yêu nhau bao lâu rồi? Gần 2 năm rồi. Và câu hỏi tiếp theo dành cho cô dâu Thanh Thùy. Xin phép được hỏi Thanh Thùy ạ, trong 2 năm yêu thương ấy còn có cái gì mà Đô chưa trao cho em không? Dạ vâng, cô dâu cũng thú thật với cả thể quý vị là chắc chỉ còn một chiếc nhẫn cưới. Thì trong vòng 2 năm vừa rồi thì Đô chưa trao cho Thùy. Nhưng xin phép được hỏi toàn thể quý vị quan khách quý ở phía dưới, đã ai được chứng kiến 2 năm yêu thương của hai vợ chồng Đô Thùy chưa quý vị? Đã ai nhìn thấy chưa? Chưa? Quý vị muốn nhìn ngay bây giờ không ạ? Cô dâu chú rể đồng ý để thể hiện tình cảm của mình ngay bây giờ không? Xin phép được hỏi Thùy ạ, đây là nhà của em, Đô từ nay về sau sẽ mãi mãi là chồng của em. Muốn làm gì và làm như thế nào thì tùy em, bởi vì bây giờ là quyền lợi của phụ nữ được nâng cao. Phụ nữ chúng tôi lên ngôi rồi ạ. Thế xin phép được hỏi cô dâu ạ, bạn chủ động hôn chồng hay để chồng hôn bạn? Quý vị ơi, tôi mong muốn một tràng pháo tay lớn của nhà gái ạ. Nhà gái đó, nhà gái cổ vũ tinh thần cho cô dâu đi ạ. Và xin mời cô dâu và chú rể quay mặt vào nhau và với đường hôn này. Chị đề nghị chú rể Thành Đô đứng im, không được nhúc nhích. Cô dâu của chúng tôi sẽ là người chủ động, đây là nhà gái mà. Quý vị sẵn sàng để chứng kiến đường hôn này chưa? Đó, cô dâu chú rể sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, rưỡi ạ. Cô dâu ạ, nhắm trúng đích ạ. Đặt tay lên vai của chú rể và chú rể đặt tay vòng tay của cô dâu. 3, 4, bắt đầu. Quý vị ơi, vòng tay lớn đi nào. Quý vị thân mến, nụ hôn vô cùng ngọt ngào hạnh phúc của hai vợ chồng Thanh Thùy và Thành Đô trong buổi tối ngày hôm nay đó là minh chứng để chứng tỏ được tình yêu, để chứng minh với quý vị rằng trong 2 năm vừa rồi
đôi bạn trẻ đã trao cho nhau biết bao nhiêu tình cảm. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình, chúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Quý vị thân mến, và giây phút này thì xin được kính mời Thanh Thùy và Thành Đô cùng trở với xuống phía dưới tới với từng bàn tiệc để nâng lên những tách rượu, để gửi lời cảm ơn rất diện diện của tất cả quý vị quan khách quý nơi đây. Và hẹn quý vị một chương trình tưng bừng hơn vào lễ phu quý buổi sáng ngày mai ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Các bạn ạ, đói quá rồi. Giờ thì mình mới được ngồi để ăn cơm. Và chắc là cũng ổn nên là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây thôi. Có gì thì sáng mai, trong ngày hôm nay thì nữa thì mình sẽ ghi hình lại tất cả quá trình đám cưới của Đô và Thùy trong hết ngày mai nữa nhá. Các bạn hãy chờ đón xem video trên đăng tải trên Pháo TV và ủng hộ anh em Giàng Á Pháo chúng mình. Đăng tải trên Giàng Á Pháo và ủng hộ đội nhóm Giàng Á Pháo mình. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ luôn anh em mình. Xin chào các bạn.